Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình Chị Da Đen. Và ngày hôm nay là một cái chương trình khá đặc biệt. Mọi người nhìn vô là thấy đặc biệt rồi phải không? Đây là tôi. Tôi bắt một cái xe điện túc túc chạy vô cái khu này. Đó chính là cái khu casino của khu du lịch resort Corona. Corona là một trong những cái tên đã làm lân danh thế giới trong đợt dịch Corona. Nhưng khách sạn Corona này không phải là virus Corona. Bây giờ tôi theo chân chị Da Đen. Sau khi đưa giấy chứng minh, người ta xác thực mình là một cái người đi vô đây tìm người quen. Và người quen của chúng tôi là ai? Thì tôi cũng đành phải đi theo chị Da Đen. Đi bộ vô, băng qua một cái hồ bơi rất là rộng, rồi đi qua cái hàng dừa cỏ xanh mướt, đi về hướng biển. Chị Da Đen đi quá nhanh, tôi phải đi từ từ. Đi camera nó rung, có thể làm cho mọi người coi hơi bị say sẩm, nhưng mà mọi người ráng coi. Ngày hôm nay thì chị Da Đen đã chuẩn bị quần áo để bơi. Chị Da Đen đã rất là thèm vitamin C, đó chính là biển. Vitamin C thì vô tình là ngày hôm nay có người bạn rủ đi tắm biển và chị Da Đen đã đi tắm biển. Bây giờ chị đang đi tìm người quen. Rồi. Mây có vẻ đang có những áng mây đen. Còn đây là tôi. Tôi mang theo một cái cây đờn. Cây đờn này là cây đờn Zena Neck 2. Nó có thể chơi ngoài biển và rất là âm thanh rất là tốt. Rồi tôi cũng đang ngó tìm của chị Da Đen đang ở đâu. Dường như là thấy rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ vô chủ đề chính. Chúng ta có thể thấy có những cameraman. Hôm nay thấy có khỏi nhiều khác gì đâu nhé. Rồi. Hoặc là cái máy quay biết bay, tôi quên cái tên của nó rồi. Đây là những cái chuông nha quý vị. Và bây giờ từ từ mình sẽ vô nhân vật chính, mình giới thiệu cái gì, mình thấy cái gì mình nói cái đó trước. Đây là cái chuông. Và cái bộ chuông này là xuất xứ từ của Nepal. Nó là những cái chuông mà nó được làm từ những cái hợp chất rất là nguyên chất, mà chỉ có người chủ nhân của nó mới được nắm cái công thức để tạo nên những cái chuông này. Thì giá trị của nó hình như là một cái là cũng vài trăm triệu, và tôi nghe nói như vậy. Thì ngày hôm nay nó hữu duyên là chúng tôi được mời đến để mà có thể nghe chuông giữa biển. Và đây là những loại chuông dùng để trị liệu. Chị Da Đen đang phụ người chủ trì cái buổi gieo chuông ngày hôm nay, đó chính là cô Trang. Cô Trang là người mặc áo trắng, và tôi đang nằm xuống để mà nghe được những tiếng chuông. Thật sự thì tôi đã nằm được nửa tiếng và rất khó để có thể chia sẻ với quý vị qua hình ảnh khi cảm nhận bằng những cái xung động âm thanh. Khi gõ một cái tiếng chuông, những cái chuông ở đây nó đều được chia thành những cái nốt khác nhau. Và khi gõ xuống, âm thanh nó truyền xuống đất và nó rung cả cái cơ thể của mình ở dưới cái lưng. Và khi nhắm mắt lại, chúng ta có thể mỗi người một cảm xúc khác nhau. Bạn cứ cảm giác giống như là mình bước vô trong một cái hang động, hoặc là mình sẽ bước vô những cái nơi mà linh thiêng đền đài. Những cái tiếng chuông nó những cái cao độ khác nhau, mình nằm khoảng chừng 15 phút là bắt đầu mình sẽ nhập vô liền. Mình sẽ cảm thấy mình đi theo những cái âm thanh nó dẫn mình đi, và đôi khi mình sẽ cảm nhận được là mình sẽ thấy những cái điều mà đôi mắt thường của mình không thấy. Ví dụ như
tôi là khi tôi nhắm mắt hờ hờ mà tôi nghe tiếng chuông, tôi thấy những cái tia sáng nó giống như những cái linh tinh mà nhỏ, nó chuyển động, và đến khi tôi mở mắt nó vẫn còn. Mà bình thường mắt mình sẽ không bao giờ mình nhìn thấy được, nhưng mà có tiếng chuông vô thì tự nhiên tôi lại nhìn thấy cái đó. Và đến khi lần thứ hai tôi nằm thì tôi vẫn thấy nó. Thì đây là cái người gieo chuông, người ta nói là cũng phải có một cái sự cảm nhận gọi là sâu sắc theo cái âm thanh của cái tiếng chuông từ nghe ban này, thì cái người nghe sẽ đi vô một cái trạng thái cảm giác rất là nhẹ nhàng. Thì khi thấy những cái gì mà đốm sáng nhỏ nhỏ, lòng tôi nó cũng cảm thấy rất là thanh thoát hơn. Cái đuôi của cái âm thanh của tiếng chuông nó hiện với lại cái tiếng sóng nó tan đi. Mà là một cái người kinh nghiệm về âm thanh như tôi thì tôi cũng không có giải thích được tại sao nó có thể quyện đến như vậy. Có thể đứng sát ở bên cái người gõ chuông, bạn cũng không có thể nghe thấy, nhưng mà khi bạn nằm xuống thì bạn sẽ cảm nhận được rõ mồn một cái tiếng chuông. Nó rất là huyền diệu, rất là khó diễn tả bằng lời, cho đến khi nếu thực sự chúng ta là một cái người được có duyên và nghe thực tế, thì cô Trang là một trong những người rất là lặng lẽ và cũng là một trong những người khá khiêm tốn. Và cái niềm vui của cô mang đến cho mọi người cũng không có cầu lợi, mà chỉ mang đến sự an lành. Và người đến với chuông như cô Trang cũng là một cái duyên, chứ không có phải vì một cái mục đích gì hơn. Và rất cảm ơn ngày hôm nay chúng tôi đã có một cái buổi gieo duyên rất tốt với nhau. Và bây giờ mọi người đã sắp xếp, thu xếp đi về và chuẩn bị đi ăn. Và tôi lại tiếp tục theo chân chị Da Đen. Chị Da Đen dẫn chúng tôi đi đâu thì tôi đi đó. Và tạm biệt không gian biển đêm, chúng tôi đi trở về với khách sạn. Và bây giờ theo chân chị Da Đen để chị Da Đen. Bây giờ mình đi đâu rồi chị Da Đen? Đi ăn bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm hả? Ở đây là ở đâu rồi chị Da Đen? Ở đây là một cái khách sạn nằm trong cái khu vực đánh bài của Corona Casino. Corona Casino hả? Khu vực đánh bài hả? Đâu? Thấy chưa? Thấy chữ Corona Casino. Cảm ơn chị Da Đen đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tham quan khu vực Corona nha. Chỉ được nhìn thôi chứ không được vô đâu nhé. Ok. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và đăng ký kênh chị Da Đen. Và đặc biệt xin cảm ơn cô Trang cũng như là cô Phương đã gieo duyên cho chúng tôi gặp gỡ nhau tại biển